cái video vừa đăng được tiếng đã 20k view rồi. Video dài. Ngắn thì dài, dài chính là dài, không không được bao tiền. Dài hơn. Đấy. Nghề đều đều 20 đô rồi, tháng 600 đô rồi, có tiền rồi, giàu à, tháng 600 đô là có tiền rồi, chẳng nghe. Có đi làm đi, mình dạy cho đi làm buổi nghỉ 3 buổi đi. Đồng chí nào mà dạy cho nhớ được đâu. Dạy cho cái đấy cho thằng Long, nếu biết còn Long không biết bằng cái mày không? Long mà cứ cũng quen phết các bạn à. Ui ôi, hơn 8 phút rồi chưa xong. Cánh quạt này, những cánh quạt kia cấy đấy. Muốn quen nữa rồi các bạn ạ. À. Cái cánh quạt khổng lồ của mình đã xong các bạn ạ. Đấy. Các bạn hãy cùng chìm ngưỡng nha. Quả này đánh lên. Thật luôn. Đấy, các bạn nhìn đây. Quá nào cất luôn.
Quạt trần này, quạt trần này quen nè. Như vậy video của mình đến đây kết thúc nha.